Thân chào mọi người, trong video này Lê Quốc sẽ hướng dẫn cách lắp pin cho máy đo khoảng cách laser 80m model GEL-DIX 80 của hãng GEL-FENEN. Bây giờ xin mời mọi người vào phần chi tiết. Đây là 3 viên pin sạc theo máy size 3A. Đây là máy GEL-DIX 80. Ở nắp pin, kéo nắp pin xuống và lấy ra. Lắp từng viên pin vào, chú ý đúng cực. Mặt dẹp của pin sẽ tiếp xúc với lò xo. Sau khi lắp 3 viên pin đúng cực rồi, chúng ta sẽ đóng nắp pin lại. Đẩy nắp lên để khóa. Vậy là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Lê Quốc xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.